Sự thật đằng sau hành động của nam giáo viên bẻ tay, đuổi đồng nghiệp ra khỏi lớp, ai đúng, ai sai. Sáng ngày 28 tháng 10, ông Ngô Đức Thức, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, đã báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo và Thành ủy thành phố Huế về vụ việc. Ông Thức xác nhận đoạn video được quay tại lớp 10A9 của trường. Bên cạnh đó, ông Thức cũng cho biết thêm, clip 18 giây lan truyền chỉ là đoạn cuối của câu chuyện, hình ảnh nhạy cảm nên bị các thế lực lợi dụng xuyên tạc. Em KH, học sinh trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng cho biết, sự cố xảy ra vào ngày 22 tháng 10, bắt nguồn từ việc học sinh lớp 10A9 ký đơn xin đổi giáo viên vì cách dạy của cô không phù hợp. Bức xúc vì bị học sinh phản ánh, cô HTT xông vào lớp, quay clip rồi tra hỏi từng học sinh ký đơn. Cô D nhờ ban giám hiệu can thiệp, nhiều giáo viên khác đến can ngăn. Do cô T kháng cự nên mới để xảy ra xô xát như trong clip. Thanh Phú, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thầy rất buồn trước hành động của cô HTT vì cô T tự ý xông vào giờ sinh hoạt của lớp 10A9 rồi quay clip ra hỏi học sinh là hoàn toàn sai. Về nguyên tắc, cô T phải ý thức được giờ trên lớp của mình, nếu không phải tiết dạy của mình, cô T không được phép tự ý xông vào lớp. Chưa kể hành động tra hỏi học sinh rồi quay clip của cô rất phản cảm. Về phần thầy B, thầy Huỳnh Thanh Phú nhận thấy thầy B có ý tốt, nhưng cách thầy khóa tay đẩy cô T ra ngoài lại phản cảm, thiếu tính giáo dục vì để vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh. Đáng lẽ lúc đó thầy B chỉ nên khuyên giải cô T rồi nhờ ban giám hiệu nhà trường xử lý. Bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!